Khoan, lấy tay ra mình chỉ coi. Đánh dần từ này coi. U m âm. U b ấp. Này cái gì? U m âm ch âm châm. Này. U b ấp bút sắc bút. E b e b. Rồi, như này cái gì? U m âm ch âm châm mười châm. Chùm gì? Chùm nho. Mày gì? U bờ ấp cờ ấp cúc sắc cấp. Này con gì? Ô ngờ ôm tạm tâm tâm hầm. Đọc cho lớn lên coi. Dấp đỡ. Đánh dằn coi. U bờ ấp dê nít nít dốc. Ơ đỡ đơn hả lỡ. Chữ này. U bờ ấp bờ cúc sắc bấp. Bấp gì? Bấp chè. Chị chè nó dằn sao? Chè chè vườn chè. Hình đây. U mộm, mộm ngã mộm. Mộm gì? Mộm. Mộm, mộm ngã mỉm mỉm. Đọc nguyên chữ coi. Mộm mỉm. Âm ấp. Rồi.